Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, chúng ta tin chắc rằng cho khó của chúng ta trong Chúa không bao giờ vụn cả. Và chúng ta biết chắc rằng Chúa kêu gọi chúng ta thì Chúa có chương trình trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Amen. Trong giờ này tôi muốn quý vị cùng mời với tôi ở trong sách Sáng Thế Ký để chúng ta xem lời của Chúa Trời. Sách Thế Ký đoạn thứ 6. Sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 6. Và chúng ta suy gẫm lời của Chúa Trời để nhắc nhở chúng ta điều gì. Xin mời cô Hồng bật hết cái đèn phía bên ngoài cho mọi người cùng thấy đường để xem. Bên ngoài cùng. Yeah. Chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn thứ 6 để chúng ta suy gẫm lời của Chúa Trời. Chúng ta để ý lời của Chúa Trời được chép trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 6 bắt đầu con số 5. Quý vị nghe tôi đọc lời của Chúa. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách để dựng lên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta đã tự trách đã dựng nên các loài đó. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta xem lời Đức Chúa Trời câu số 11. Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời, đầy dãy sự hung ác. Này Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng: Kỳ cuối cùng của mọi loài xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì có loài người mà đất phải đầy dạy điều hung hăng, vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ ê pha, đóng có từng phòng, rồi chắc chay bề trong bề ngoài, vậy hãy làm theo như thế. Thế này, bề dài tàu 300 thước, bề ngang 50 thước, bề cao 30 thước. Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ bề cao 1 thước và chừa một cửa bên hông. Ngươi sẽ làm một tầng dưới và tầng giữa và một tầng trên. Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng thế gian bây giờ đang ở trong sự bại hoại. Và sáng hôm nay tôi dậy sớm tôi cầu nguyện thì Chúa cứ khích lệ cho tôi cần nói với dân sự của Chúa rằng Chúa sẽ diệt cái gì cần phải diệt. Và cái gì công bình, cái gì tốt Chúa cần để lại thì để lại. Thế gian này cũng vậy, và trong gia đình chúng ta cũng vậy. Hoặc mỗi đời sống chúng ta, cái gì mà được gọi là gian ác, cái gì được gọi là hung ác, cái gì được gọi là tội lỗi, cái gì cần đáng diệt, thì lại Chúa xin Ngài tiêu diệt tất cả xác thịt hung ác, tội lỗi, yếu đuối ra khỏi lòng của mỗi người trong chúng con. Xin Ngài làm cho mỗi người trong chúng con chưa lại nuôi dưỡng những điều công bình, những điều tốt đẹp mà Chúa muốn chúng con cần phải sống động để qua đó để danh của Đức Chúa Trời được vinh hiển. Chúng ta thấy bây giờ Đức Chúa Trời đã dựng lên trời, đất, biển và muôn vật. Ngài phán như thế nào? Mọi vật dựng lên đều là tốt lành. Bao nhiêu người trong chúng ta có mặt hôm nay tin rằng cái gì Chúa dựng lên đều là tốt lành cả. Chúng ta có tin vào điều đó không? Từ bầu trời này cho đến mặt trăng, ngôi sao, chim, gà, cá, biển, tất cả đều là tốt lành. Thậm chí là con loài người chúng ta cũng vô cùng tốt lành, quý vị ơi. Nhưng tại sao Kinh Thánh bảo rằng bây giờ chúng ta để ý lại lời của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 6 câu số 5, đoạn 6 câu 5 nói như thế nào? Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Như vậy tôi hỏi anh chị em rằng Chúa có làm ra việc ác hay không? Có người hỏi tôi vậy. Đức Chúa Trời tạo dựng ra mọi sự đúng không? Tôi nói đúng. Hằng ngày bảy tôi mà. Như vậy tại sao Đức Chúa Trời dựng ra những sự hung ác quá vậy? Và hôm nay câu trả lời tôi không trả lời, mà câu trả lời tôi dành cho quý vị.
Đức Chúa Trời tại sao dựng ra quá nhiều hung ác vậy? Quý vị trả lời cho tôi. Đức Chúa Trời dựng nên mọi sự đều tốt lành. Đức Chúa Trời dựng nên mọi sự đều tốt lành. Nhưng mà tội lỗi từ đâu mà ra? Trên Thánh Bảo, tội lỗi đầu tiên á là xuất phát từ Lucifer, thiên sứ trưởng, là kẻ mà Đức Chúa Trời dựng lên để thờ phượng Ngài. Lucifer không ở trên trần thế, mà Lucifer được ở gần với Đức Chúa Trời. Lucifer được thờ phượng Chúa. Lucifer được hưởng những điều tốt lành. Lucifer được rất là nhiều phước hạnh. Lucifer được nhiều rất là sự vinh dự. Lucifer là một thiên sứ sáng láng, là một điều rất là đẹp. Nhưng vì Lucifer đã phản bội, làm trái ý muốn của Đức Chúa Trời, cho nên điều này muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người đang có mặt không, đây là Đức Chúa Trời không dựng cái điều ác, nhưng mà đôi lúc có một cái gì đó nó dấy trong lòng của chúng ta và làm cho chúng ta sinh ra sự kiêu ngạo, sinh ra một cái điều gì đó không thỏa lòng, và sinh ra một điều gì đó chúng ta chống nghịch lại ý muốn của Chúa. Từ đó tội lỗi mới xuất phát ra, anh chị em ơi. Bây giờ Lucifer bảo là tôi sẽ ngắt ngay lên, tôi sẽ bằng Đức Chúa Trời. Tại sao loài người cứ thờ phượng Chúa mà không thờ phượng tôi? Tôi phải được vinh hiển giống như Ngài. Nhưng mà không, Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, là đấng trọn vẹn. Ngài biết rằng bất cứ con người nào, đối tượng nào, tổ chức nào, vua chúa nào mà được khen tặng nhiều là cái đòn bẩy để cho con người đó đến trường chết chóc. Cho nên Ngài muốn con người phải được sự dâng tất cả sự vinh hiển cho chính mình Ngài, để con người được bình an, anh chị em ơi. Từ đó Lucifer đã bị đầy xuống trần gian này. Và khi xuống trần gian, nó kéo theo một phần ba của thiên sứ sa ngã xuống trần gian này. Thế là từ đó nó cám dỗ Adam và Eva đã ăn trái cấm. Chúng ta biết được tội lỗi từ đâu mà ra. Ăn trái cấm, nó nói với bà Eva rằng: bà ơi, Đức Chúa Trời còn giấu giếm bà đó. Đúng là bà phải khô lắm, đúng là bà phải được vinh hiển lắm, đúng là bà phải được sướng lắm, đúng là bà phải đầy dạy cái sự cao trọng. Nhưng mà tại sao bà phải lệ thuộc Đức Chúa Trời? Tại sao bà phải bao nhiêu vinh hiển bây giờ cho Ngài? Bà ơi, bà ăn cái cấm đi, bà sẽ khôn lắm. Và Eva đã nghe lời dụ dỗ của ma quỷ, hái những cái trái cấm và Eva đã ăn vào. Từ đó tội lỗi đã nhập vào bà Eva. Và bà Eva đưa cho ông Adam cũng ăn trái cấm. Hai ông bà đã đến phạm tội với Đức Chúa Trời. Đất đã bị rủa xả, người đàn ông bị rủa xả là đổ mồ hôi trắng khó mà ăn, người đàn bà đau đớn rồi bị sinh đẻ, con rắn đã bị rủa xả mất chân mất giò và phải bò bằng bụng, và cái sự rủa xả nó tràn lan trên thế giới này. Sau đó Adam và Eva đã ăn ở cùng nhau, đẻ ra Cain và Abel, và Cain là người ganh tị với em của mình. Thay vì em của mình dân của tế lễ được Đức Chúa Trời nhận, em mình làm một điều làm Chúa vui, em mình làm một điều mà làm cho Chúa trên trời hài lòng, đúng ra Cain phải học hỏi tới cách dân của Abel. Đúng ra Cain phải vui mừng vì thấy sao em của mình đã làm một việc gì đó mà làm cho Đức Chúa Trời thánh khiết hài lòng, thì mình cũng phải học theo cách đó để mình cũng làm cho cha đẹp lòng. Amen. Nhưng đường này không, Cain trở nên ganh tị, bắt đầu chúng ta thấy là tự phản bội cho đến không hài lòng đến ganh tị, và Cain đã không thương tiếc, muốn mình trở thành một người gì đó number one, và không muốn những con người mà được phước, những con người được yêu, những con người làm hài lòng Chúa hiện diện trước mặt mình. Cain đã xuống tay với em mình là Abel, và ông cầm một cục đá ném vào đầu em của mình, và Abel đã chết ngoài đồng ruộng. Tội lỗi đã từ đó mà ra, anh chị em. Như vậy Đức Chúa Trời không dựng ra tội lỗi, nhưng mà tội lỗi là xuất phát từ ma quỷ. Ma quỷ xúi con người không hài lòng, ma quỷ xúi con người ganh tị, ma quỷ xúi con người coi như hơn thua, ma quỷ xúi con người ganh ghét. Từ đó tội lỗi đã tràn ngập đến cả nhân loại ngày hôm nay.
Cho nên Kinh Thánh bảo rằng vì mọi người đều đã phạm tội. Chúng ta đọc câu số 5, 7 giờ, 2, 3. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất và các ý tưởng của họ đều là Wow. Rồi, chúng ta xem lời của Chúa thêm một câu nữa trong đoạn 6, câu số 11. Chúng ta đọc đoạn 6, câu số 11. 2, 3. Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Tội ác tràn lan hết. Sáng nay tôi được biết tin là không phải là tại Việt Nam mình bị bão không, mà hiện bây giờ bên Mỹ cũng bị bão, rồi ở tại châu Âu cũng bị bão. Bão đang tràn khắp thân nơi. Ở tại Hàn Quốc đêm hôm qua, nước lớn của bão trôi xe ngập nhiều nơi. Và quý vị biết là bão khắp mọi nơi. Tôi thấy tại sao mà tàn sát quá vậy? Thì tôi cầu nguyện riêng trong lòng. Thì Chúa nói với tôi như hồi nãy tôi nói với quý vị á, cái gì cần phải diệt đi thì Chúa diệt đi. Và Chúa làm cho con người tỉnh hồn, tỉnh thức, để con người biết ăn năn, hầu cho tội họ được tha và linh hồn họ được cứu. Amen. Đôi lúc có những cái Chúa không muốn chúng ta gặp những sự thử thách, Chúa không muốn chúng ta gặp những tai họa, Chúa không muốn chúng ta gặp những sự đau khổ. Nhưng mà đôi lúc Chúa cho phép. Amen. Mà thương con người ta, lúc thành công, lúc thịnh vượng, lúc giàu sang, lúc phú quý, lúc khỏe mạnh, lúc đẹp đẽ, không màng đến Chúa là ai cả. Cho đến khi anh chị em biết rằng gặp hoạn nạn rồi, con người ta vô cùng ngoan ngoãn chạy đến với Đức Chúa Trời. Như cô Hiền làm chứng hồi nãy, tôi nói là lần đầu tiên mà cán bộ nhé, tôi nói dòng tay là dòng tay, đang ngồi hút thuốc lào, tôi bỏ thuốc lào đứng lên lại đứng lên. Đang ngồi trong nhà cô, tôi nói ra phía ngoài nó đứng, chứ còn đứng trong đó là nó phản cảm lắm. Ra phía ngoài là ra hết nước một giải vậy. Bác tổ trưởng đấy, tôi hướng dẫn bác tổ trưởng như khoanh tay, dạ vâng thưa, và tiếp nhận Chúa Giêsu đàng hoàng. Phải để cho tôi cầu nguyện cái xin Chúa chữa lành cho đàng hoàng, rồi tạ ơn Chúa, nghe phúc âm, dạ phúc âm và tiếp nhận Chúa Giêsu. Tôi nói với những người đó là gì? Mất nhà, mất heo, mất gà, mất vịt, nhưng mà đừng để mất linh hồn. Amen. Cho nên trong Sách Chúa bảo rằng đôi lúc Chúa dùng hoạn nạn nhẹ để cứu chúng ta ra khỏi hoạn nạn lớn. Amen. Hãy lắp hai người bên cạnh nó, cám tạ Chúa trong mọi sự đi bạn. Amen. Hãy cám tạ Chúa trong mọi sự đi bạn. Hãy cám tạ Chúa trong mọi sự đi bạn. Không dễ dàng gì mà tin lành chúng ta được tự do đi ra miền Bắc chúng như vậy đâu, đúng không? Không có dễ dàng gì mà giảng tin lành cho các ông cán bộ đâu. Nấu củ đầu bà nha. Thật sự, quý vị coi những clip quý vị thấy. Nấu củ đầu bà, trước đây là nó có cái chỗ tôi bể đầu á, mày là gì à? Nhưng bây giờ phải ngoan ngoãn. Họ biết rằng, trước những thử thách, trước những gian nan, tiền bạc của cải vật chất không là gì đâu anh chị em mình. Trôi hết, bằng cấp trôi, địa vị trôi, bằng khen trôi, nhà cửa trôi. Có anh kia là gì? Anh có một căn nhà tương đối, trụ đổ xi măng bụi như này nào, tổ cao chất, nhưng chỉ vào trong vòng một đêm anh đã trắng tay đi anh chị. Nhiều người nuôi ba nuôi cá cả hồ to lớn, bán là tiền triệu, chục triệu này, trăm triệu kia đó chị, và lấy tiền tỷ đó, nhưng chỉ vào một đêm họ đã trở thành trắng tay. Tôi thấy được một điều là nam hư không, bắt hư không, tay hư không, mọi sự đều phải hư không, nhưng mà linh công thì còn đến đời đời anh chị. Amen. Quý vị biết người ta trồng cái đồ chè, cây trà, cây chè cực lắm đó, cực lắm không? Quý vị biết rằng đó là trồng gì mấy năm, 5 năm đến 7 năm mới thu hoạch được, chứ không phải một ngày một bữa thu hoạch được đâu. Họ nói là tôi mất tủ lạnh, nhà tôi bị nước ngập hơi tủ lạnh, nhưng tôi không tiếc. Quý vị biết sao không? Tủ lạnh có 7 triệu, 5, 7 triệu tôi mua được một cái mới rồi. Họ nói vậy. Nhưng mà cái đồ chè đó là cái nguồn lương thực chính của họ mỗi một ngày và mỗi một năm đấy chị. Họ trồng một đồi này qua đồi kia và họ thu hoạch chè 7 năm mới làm được những cái điều đó. Và quý vị là nước ngâm chừng 2 ngày, 3 ngày, uống sạch, hư sạch hết quý vị ơi.
đau đớn lắm. Nhưng mà sao? Nhờ như vậy mà họ đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời có chương trình cho việc này. Amen. Amen. Và tôi cũng tin chắc rằng Đức Chúa Trời có cách đền bù cho họ. Hội thánh chúng ta thì chỉ những phần quà và vài triệu, nó không là đà bao. Nhưng tôi báo cho quý vị biết rằng quỹ để mà giúp đỡ cho những người miền Bắc lên trên 2.000 tỷ rồi nha anh chị. Chúng ta vỗ tay chuyện này được không? Vỗ tay được không anh chị em? Các nước từ Quê Kỳ, Australia, nước Anh, nước khắp nơi trên thế giới đổ tiền về, và bao nhiêu công dân người ở trong miền Nam này, tôi thấy rằng cái người miền Nam là người rộng rãi anh chị, cái người sống trong năm rộng rãi, họ dâng ra quá trường vậy. Và có một cái cô kia, cô đến giúp cho một người như vậy á, 550 triệu, 300 triệu cô hương á, cô đưa tiền mà tôi thấy vậy luôn. Tôi cảm ơn Chúa, có nghĩa là gì? Chúa có thể biến nan đề cho họ hạ lòng xuống, họ tiếp nhận Chúa. Amen. Sau đó Đức Chúa Trời sẽ phục hồi trên đời sống của họ. Amen. Và nhân danh Chúa Giêsu tôi cũng nói điều này với những người đang có mặt hôm nay là đôi lúc có những nan đề xảy ra để cho chúng ta ăn năn, để chúng ta hết lòng với Chúa, rồi chính Ngài đã phục hồi cho bạn. Amen. Hãy nói cho bên cạnh, Chúa sẽ phục hồi cho bạn. Amen. Chúa sẽ phục hồi cho bạn. Chúa sẽ phục hồi. Chúa sẽ làm. Amen. Thế gian bây giờ được bại hoại. Anh chị ơi, trong lòng của tôi và anh chị em có cái gì gọi là bại hoại thì hãy để cho nguồn nước của Thánh Linh của Chúa rửa sạch lòng của chúng ta. Amen. Cái gì cần diệt thì phải diệt nó đi. Hơn thua, tranh cãi, giận hờn, nói xấu, hôn bạo, chửi mắng, ích kỷ, dâm dục, chúng ta hãy dâng danh Chúa Giêsu cho nó trôi sạch đi anh chị. Amen. Hãy để cho Đức Thánh Linh này sống động trên đời sống của chúng ta. Dâm dục, hung dữ, gian ác không vào nước của Chúa. Ở trên thiên đàng không có những điều đó. Amen anh chị. Amen. Trên thiên đàng của Chúa không có sự ghen ghét, không có sự hận thù. Nhưng mà trên thiên đàng của Chúa có đầy để tình yêu thương. Amen. Cho nên nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho những người nào vẫn còn sống trong sự hận thù, vẫn còn sống trong sự ghen ghét, vẫn trong sống trong đời sống bây giờ căm ghét căm hờn, thì ngay trong giờ này hãy nhờ ơn Chúa mà rửa sạch lòng của chúng ta ngay trong giờ này. Vì thiên đàng không cần những thứ đó. Amen. Thiên đàng không cần những thứ đó. Không sai được, không sử dụng được những thứ đó. Amen. Trên thiên đàng cần tình yêu thương. Amen. Cho nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Amen. Một đời sống Cơ Đốc nhân mà sống không có tình yêu thương á, thì nói anh chị em là có gì nó sai rồi đó. Yeah. Đúng anh chị em? Yeah. Không những bác tuyến đó là không phải là có gì sai mà là quá sai rồi. Quá sai rồi. Cơ Đốc nhân mà sống thiếu tình yêu thương thì tôi thiết nghĩ là chỉ là một tôn giáo giả tạo. Đúng không? Amen. Nhưng mà thật sự là con cái Chúa là phải có tình yêu thương. Amen. 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 Và các bác đó nói với chúng tôi như thế này: 8 ngày qua chưa có đoàn nào đến thăm chúng tôi tại nơi đó, gọi là cái khu vực đó gọi là Hiền Lương. Hiền Lương đi tới Phú Thọ rồi đi vô trong kia khoảng chừng 2 tiếng mấy đồng hồ nữa, rồi từ nhà của người dân đó rồi chúng tôi đi đến một cái bãi, rồi từ cái bãi đó và đi lên một chiếc ghe vô tiếp ở trong kia. Nơi đó họ bị cô lập 8 ngày rồi, không có nước uống, cái những cái giếng nó bị ngập hết và tất cả những gì nó vỡ ra hết. Và đến mức độ tôi đơn sơ gì nè, tôi đi vào nhà đó, chân tôi bị dính sình, tôi mang đồ cũ và họ mời tôi vô nhà, họ biết tôi thế nào, tôi cũng vô, tôi cho tiền cho quà trên, họ mời tôi rất là an toàn, tôi hăng hái chưa. Nhưng tôi thật sự tôi đã đợi tôi chút xíu, họ đã làm gì, đợi tôi rửa chân, à thôi vào đi, vào đi, tôi đợi tôi rửa chân, à vào đi vậy đó. Và tôi ra tôi lấy một xô nước tôi rửa chân. Họ nói: bác ơi, nhà cháu hết nước rồi, còn có bao nhiêu nước nữa bác, để nhà cháu ăn đấy. Mà hết nước mưa có nhiêu đó đó, từ mái tranh xuống, không có nước đổ ngầu mà nó có trong dậy đâu. Chứ đâu có phải là nước trong ra, tôi nghĩ nước trong nó ăn, nước uống, mình nấu cơm, mình nấu nước uống, chứ ai nghĩ nước đó.
để tôi sống sáng tôi lấy tôi rửa chân. Ông nói bác ơi, nhà cháu thì còn có nhiều đó nước để nấu cơm ăn đấy ạ. Hết tình đúng không chị em? Nghe câu đó, cảm tạ Chúa. Một con cái của Chúa đã giúp đỡ qua lại qua cái cầu nối của Hồng ở đây. Nơi đó đã có 50 cái máy lọc nước chúng ta được sẵn. 500 đúng không? 500 chứ không phải là 50 cái. 500 cái máy lọc nước cho chúng ta vỗ tay cho một lần. Cảm ơn Chúa. Hồng Thánh Salon nhỏ nhỏ mà có vỏ đó. Cảm ơn Chúa. Mọi sự vinh hiển thuộc về Ngài. Một miếng khi đói và một gói khi no là vậy. Và cảm ơn Đức Chúa Trời. Họ nói là bác ơi, 8 ngày qua không có ai thăm chúng tôi. Tại vì xe đến chỉ đậu ở ngoài đường câu lộ, câu tốc á. Tại vì nước ngập ai mà vô được. Mà có vô đi nữa á, chúng tôi cũng có những thuyền lớn để chuyển vào. Và khi cái xe cứu trợ dừng lại á, thì những người trên lộ họ cũng khổ quá. Họ lấy cho họ và lấy cho người thân họ hết. Chúng tôi chèo từ trong này ra tới một kia 2 tiếng đồng hồ ra tới nơi không có gì cả. Mà không phải là một người nói mà tới mấy người nói như vậy. Cả xóm đều nói như vậy. Họ năn nỉ, các bác ơi, vui lòng vào trong xóm cho giúp đỡ giùm tôi với. Nghe những câu đó không cầm lòng được. Chúng tôi quyết định xuống thuyền qua bờ bên kia. Mà xuống thuyền qua bờ bên kia đây là việc không đơn giản. Mang đồ cổng tới đây tôi đảm bảo không bơi lội gì được hết. Không bơi lội nha. Mà chiếc thuyền lắc một cái thì cũng tan. Thật sự, chút xíu à. Dũng có thể chiếu một cái tấm hình nào mà nãy một sự lỗi, còn một tấm hình một chiếc thuyền thôi. Một chiếc thuyền đó thì ta thấy là nó không thể nào gọi là chở luôn được thuyền nhiều được. Cho nên có người khóc ròng rã. Nó gia tài của cả gia đình của tôi bây giờ còn lại bao nhiêu? 6 con vịt. Họ nói cô Hiền là tôi không nghèo đâu nhá. Nhà tôi có nguyên một áo nuôi ba trị giá 10 tỷ đồng. Chứ đâu phải làm nghèo đâu. Nhưng mà trong một đêm bây giờ không còn à, một những cái mình đó. Nhưng quý vị nghĩ như thế này, giữa dòng sông mà chìm á thì thằng nào sống thằng nào chết đây. Tôi nói điều này có sự hiện diện của Chúa, tôi không nói dối. Trước khi bước lên thuyền tôi đã ăn năn tất cả tội lỗi của tôi. Tôi nói một câu và tôi nãy tôi tìm được cái clip đó mà biết sao tại sao tôi không quay. Tôi nói là lạy cha, tôi xin giao phó linh hồn của con về cha. Nếu Chúa cho con được bình an thì con trở về thăm anh em con solo. Còn nếu không được thì con gặp cha trên thiên đàng. Không biết tôi có gửi clip đó có một người nào nghe được cái đó không. Tôi đã cảm ơn Chúa, tôi thấy được rằng là đã sẵn sàng tất cả. Mà cảm ơn Đức Chúa Trời, chính chỗ đó mới là cần thiết nha anh chị em. Còn cái chỗ mà ai cũng ghé được á thì nó dễ, đúng không? Ai cũng ghé được thì nó dễ. Nhưng mà cái chỗ mà không ai ghé được mà mình ghé được, nó mới là giá trị anh chị em. Họ nói liên tục cả số người này nói là lần đầu tiên mới có một người sau 8 ngày mới vào tặng nhà chúng tôi, mới trao tặng quà cho chúng tôi. Cảm động lắm anh chị em. Nhờ như vậy chúng tôi giảng tin lành rất tự nhiên. Chứ nếu mà chúng tôi đến những cái chỗ mà ai cũng đến được á, khó giảng tin lành lắm. Tôi nói anh chị em nè, anh chị em tỉnh tức chút xíu này nè. Chúng ta đừng có chê mấy người bên họ là từ thiện dữ lắm nha. Bên Phật giáo làm dữ lắm nha. Chúng ta đừng có đụng từ thiện họ làm dữ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đến chúng kia đụng hàng thì rất là khó. Nhưng mà Chúa cho chúng tôi đi vào đây đặc quyền. Đặc quyền. Tự do giảng tin lành. Tự do cầu nguyện. Tiên sơn cầu nguyện. Đặt tay cầu nguyện con muốn chữa lành luôn nữa chị em. Thật sự quà cũng cần. Nhưng mà cần hơn đó là người ta nhận biết Chúa Giêsu là ai trên cuộc đời. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Cái người mà chả có hiện cái người đã nói á, gia tài của tôi bây giờ chỉ còn là 6 con vịt. Và nói và khóc. Và tôi nói tôi sẽ quyết định trao cho chị 600 con vịt hoặc là 6.000 con vịt. Quý vị hiểu tôi đó rồi. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi đã trao hỏng giống cho họ. Ngập nước hết. Quý vị biết nước ngập hết. Và cái nhà này thì nhà tường. Nhưng mà những nhà mà bằng ván có bằng lá sình non nó đóng nó không đình nè. Ngủ không được. Anh chị biết mấy con heo nó chết á. Mấy con vịt nó chết, mấy con gà nó chết á.
mấy con trâu còn có mũi nó dưới á, nó bị sình lên đó, nó bị chết á, nước nó như thế nào ông chị biết không? Có một người anh em tên là Kỳ, thầy Kỳ, bị cái mô phỏng một cái, bình thường nó lành liền, mà nó chỉ cần dính một xíu nước thôi, phồng lên sưng lên, phải đi bệnh viện, phải ngủ độc vàng, nguyên cái chỗ này như thế nào chị? Cái nước nó bị ô nhiễm. Sau khi đó rồi á, người ta lấy cái đồ ta kéo sình lên như này, ta kéo sình ra đó. Họ đó là cuộc đời của họ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có trường hợp này, chưa bao giờ có trường hợp này. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, tình yêu của Chúa đã được đến với cuộc đời của họ. Nhưng phần thứ hai tôi muốn chia sẻ là gì? Phần thứ nhất là thế gian để bại hoại, để hư nát. Phần thứ hai là Noe là người được chọn. Hãy nói người bên cạnh, bạn là Noe thời này, bạn là Noe thời này, bạn là Noe thời này. Chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 6 câu số 8. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu số 8. Chúng ta nhìn trên bảng và đọc chung 2-3. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Một lần nữa. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Hãy nhìn người bên cạnh, bạn được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Bạn được ơn trước mặt Chúa. Bạn được ơn trước mặt Chúa. Câu số 9, chúng ta nhìn trên bảng, đọc 2-3. Này là dòng dõi của Noe, trong đời mình là người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Rồi, chúng ta cũng là trong đời cái tên người bên cạnh đó, là người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Trong đời của Tuần Thắng là người công bình, trong đời của mình là người công bình, là người trọn vẹn, là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Hãy nói với người bên cạnh, hãy đồng đi với Đức Chúa Trời. Hãy nói với người bên cạnh, đừng đồng hóa với thiên nhiên, đừng đồng hóa với thiên nhiên. Tại sao? Tại sao? Thế gian là nãy giờ chúng ta đọc như thế nào? Hung hăng, gian ác, phạm tội. Chúa thích điều đó không? Giữa một màn đen tăm tối vẫn có ánh sáng. Giữa những cái ác kinh khiếp vẫn có những người công bình. Giữa một quận bình tâm đầy giải này vẫn có Salomon. Amen. Giữa những dòng dõi gian ác không dữ vẫn có những khuôn mặt thân thương đang ngồi tại đây. Quý vị biết rằng Noe có phải là người quan trọng trong gia đình ông không? Noe có người quan trọng trước mặt Chúa không? Quý vị có biết rằng quý vị là người quan trọng trong gia đình mình không? Joseph có phải là người quan trọng trong gia đình của ông không? Tôi hỏi quý vị, nếu thì các anh muốn giết Joseph mà Joseph chết thật á, nếu mà Joseph đã bị chết luôn á, thì các anh có lợi hay có hại? Joseph mà chết thì sao? Cả gia đình cũng phải chết. Đói mà chết, gặp nắng đê sẽ thân. Cho nên có một người nào được Chúa yêu, có một người nào được Chúa chọn, có một người nào được Chúa dùng, hãy chúc mừng và cầu nguyện cho họ, đừng ghét họ. Người ta ghét Noe, người ta đang ghét Noe. Quý vị biết tại sao họ ghét Noe không? Quý vị biết tại sao người ta ghét Noe không? Vì Noe là người công bình, là người trọn vẹn, là người cùng đi cùng Đức Chúa Trời, là người làm theo Chúa, vâng lời Chúa, đầu phục Chúa, đóng thuyền, làm một cái gì đó mà khác với thế gian này. Bất cứ việc gì bạn làm mà khác thế gian, bạn đều bị ghét cả. Có bạn nào đàn ông tại đây bị người ta rủ nhậu mà không nhậu bị ghét chưa? Chắc định có, tôi có nghĩ chưa luôn. Rồi có bạn nào ở đây người ta vào đi ăn đám giỗ không chịu ăn đồ cốt bị bó xì chưa? Có luôn, có luôn. Có bạn nào ở đây mà bị bạn bè nó rủ đi uống bia ôm mà không uống bị bó xì chưa? Có bạn nào đang có mặt ở đây người ta rủ mình chơi hàng đá cấp mình không chơi bị bỏ xì chưa? Đúng cái chuyện đó. Bất cứ cái gì mà chúng ta làm bằng ngược với thế gian này không đúng ý của họ, họ ghét. Noe ngày xưa là người công bình, là người trọn vẹn, là người đồng đi của Chúa Trời, là người đóng thuyền, thì ngày hôm nay tôi và anh chị em cũng là người công bình trước mặt Chúa. Chúng ta cũng đang đóng những chiếc thuyền của sự cứu rỗi.
Và Chúa Giêsu ngày hướng dẫn chúng ta đang đóng công thuyền đó anh chị. Amen. Chúng ta biết rằng đó là một cái sự hy sinh, một cái sự trả giá, một cái sự tận hiến, một cái sự như là mất mát thời gian, bị khinh bỉ, đủ điều cả. Nhưng mà Noe vẫn trung tín trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta xem lời của Chúa Trời ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 24. Ma-thi-ơ đoạn thứ 24. Thứ nào cho quý vị nghe lời của Chúa Trời, để mỗi người trong chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà tỉnh thức về điều đó. Thì nhờ ơn Chúa mỗi người trong chúng ta sẽ kính sợ Chúa, yêu mến Ngài và thờ phượng Ngài. Chúng ta cùng đọc lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 36. Chúng ta xem lời của Chúa Trời, Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 36. Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả. Thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Câu 37 chúng ta đọc chung 2, 3. Trong người Noe kẻ nào khi con người đến cùng ngày ấy. Câu 38. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Câu 39. Và người ta không ngờ chi hết, cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết tẩy. Khi con người đến cũng vậy. Trước ngày đó con người ta vẫn ăn uống cưới gả tiệc tùng quậy phá cúng kiến cờ bạc rượu chè trai gái ngoại tình dâm dục gian ác đủ điều xảy ra như thường, cho đến khi mà nước lụt đến một cái thì tất cả đã chôn vùi anh chị. Bao nhiêu người biết câu chuyện của làng Nũ? Chúng ta biết câu chuyện của làng Nũ không? Một cái làng kia có độ khoảng 120 mấy người ạ? 128 người đúng rồi. Một khoảng 128 người, 35 hộ dân. Giữa một cánh đồng rất là đẹp. Ở trên thì đồi núi xanh đẹp, ở dưới một cánh đồng cỏ xanh tươi, có những mái nhà thân thương, có những chú trẻ thơ vui cười, có những chú trâu vô ra và những dòng sông lặng lẽ. Cuộc sống rất bình yên bình tĩnh và người ta không biết gì cả. Nhưng mà trong một đêm đã ập xuống, và ít nhất là bây giờ người ta đã tìm 50 cái xác chết nằm dưới đống gạch vụn dưới nhà đã rồi anh chị. Còn người ta vẫn còn tìm. Giữa một khung cảnh mà quý vị biết rằng mấy chục cái xác chết như vậy á, quý vị thấy cảnh nó như thế nào? Nó ảm đạm, nó buồn rầu, nó âm khí và nó hôi tanh, và nói chung là thế lượng sự tâm tối bao phủ hết. Ghê lắm anh chị em, ghê lắm anh chị em. Người ta đâu có ngờ, chỉ vào trong bọn mộ đẹp. Có ai là người đang có mặt hôm nay, đang nghe sứ điệp hôm nay, quý vị có biết là chuyện gì xảy ra cho chúng ta trong những ngày tới không? Có ai dám nói là bàn tay ta sẽ làm nên tất cả không? Có ai dám nói là tôi sẽ không bao giờ chết, tôi sẽ không bao giờ gặp điều gì không? Tôi nói anh chị em nào, từ trên chứ dưới phải hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Sập xuống chết chúng ta cũng thương hết. Anh chị em ơi, trong một sự đen tối kinh khiếp vậy, vẫn có Noe là người được chọn. Bây giờ giữa một ngôi làng kia có 115 người, có một làng khác người ta thấy sập hết và ta tự sự chết hết rồi, người ta đào, người ta tìm xác chết ở dưới đó. Nhưng mà trong làng đó có một người kinh sợ Đức Chúa Trời. Anh ấy tên là gì? Thắng con coi cái tên anh ấy tên là gì? Ma-xê-chữ. Anh ấy là một người cơ đốc nhân kính sợ Chúa. Ông ấy được ví như là Noe của thời nay. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Đức Chúa Trời. Hallelujah. Thay vì tìm 115 xác chết ở nơi đóng gạch nát đổ nát, thì bây giờ anh ấy được sự soi sáng của Chúa, anh ấy dẫn nguyên 115 người đó lánh ra một nơi khác, làm một cái lều ở đó và đã cứu sống 115 người nguyên vẹn. Chúng ta vỗ tay ngợi khen. Từ chính quyền địa phương nhà nước anh cũng khen tặng anh, cho anh là người hùng. Anh trả lời trước phóng viên và trả lời trước những người kính sợ Chúa rằng tôi không phải là người hùng,
mà tôi được sức mạnh từ Đức Chúa và được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Đâu đó vẫn còn Noe thời nào, đâu đó vẫn còn Noe trong hội thánh Salom. Có thể qua quý vị mà dẫn dắt gia đình mình không còn sống trong tội lỗi, không còn sống trong thế gian, không còn sống trong cái sự bê pha mê đắm đời này, rồi qua đó mà gia đình chúng ta được cứu với chúng ta. Hãy nói với người bên cạnh, bạn vô cùng quan trọng đối với gia đình của bạn. Bạn vô cùng gia đình đối với gia đình của bạn. Cô ấy có tin vào điều đó không? Vâng, có tin vào điều đó không? Cô có tin vào điều đó không? Chị Hiền có tin vào điều đó không? Không, không có tin vào điều đó không? Quý vị là người vô cùng quan trọng trong cặp mắt của Chúa Trời. Chúa chọn chúng ta, có chương trình trên mỗi người cho chúng ta. Vì trước ngày nước lụt, người ta vẫn ăn uống cưới gã như thường lệ. Nhưng mà đến khi Noe vào tàu thì người ta không ngờ chi hết. Cho đến khi nước lụt tới và đùa đem đi hết phải. Khi có người đến cũng như vậy. Con chiếu đến câu số 42 giờ. Con chiếu đến câu 42 giờ. Rồi chúng ta đọc chung 2, 3. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Một lần nữa. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Tỉnh thức anh chị em. Chúng ta không biết ngày nào. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra cho mình trong ngày mai. Đang khi người ta có hòa bình và yên ổn, đang khi người ta có vô bình an và phước hạnh, thì tai họa tình hình ập đến thì sao? Ai mà biết được? Cho nên cái vấn đề tại đây, Chúa đã khuyên chúng ta hãy tỉnh thức giống như Noe, hãy đóng tàu giống như Noe. Bao nhiêu người chê, bao nhiêu người cười, bao nhiêu người khinh, chuyện của họ, chuyện chúng ta cứ vâng lời Đức Chúa Trời. Amen. Amen, anh chị em. Sẽ có những người bảo chúng ta là người bất thường. Tại sao đi giấu hoài vậy? Đi múa hoài vậy? Bài ra mà đi hoài vậy, ta đi múa, mà múa đi múa hoài vậy. Bài ra mà đi cầu nguyện, cầu nguyện hoài vậy. Nhưng mà các con ơi, nếu mà mẹ không cầu nguyện, chưa chắc các con được như vậy đâu đó. Cô Mỹ có thể nói điều đó cho các con nghe được. Cô có thể nói điều đó cho các con nghe được đó. Mẹ mà không cầu nguyện, chưa chắc các con được như vậy. Hãy cầu nguyện để các con phải xa vào Chúa cám dỗ. Chỉ có cầu nguyện mà Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những ngày tai họa anh chị. Chúa Giêsu đã phán bảo, hãy cầu nguyện để các con phải xa vào Chúa cám dỗ mà. Hãy tỉnh thức trong những ngày sơ cuối này. Và Noe đóng tàu, đến khi Noe vào một cái thì nước ập tới một cái, tất cả phải bị chôn vùi trong dòng nước. Riêng những con người ở trên tàu mới được cứu và được sự sống đời đời. Nhưng mà kết luận của tôi không phải dừng cho nước, mà tôi dừng lại chỗ lửa. Chúng ta cùng xem Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 trước khi chúng ta chấm dứt tại đây. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3. Tôi không chấm dứt tại nước mà tôi chấm dứt tại lửa, để mỗi người trong chúng ta biết rằng Kinh Thánh ghi, hãy tin vào Kinh Thánh. Hãy tin vào Kinh Thánh. Chúng ta xem lời của Chúa Trời được chép vào trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3, bắt đầu từ câu số 6 trở đi. Chúng ta xem lời của Chúa Trời được chép ở trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 từ câu số 6 trở đi. Để quý vị cùng nhìn trên bảng, đọc chung với tôi 2, 3. Thế gian bây giờ cũng bị nhiễm phá như vậy và bị chìm đắm bởi nước lũ, nhưng trời đất bây giờ càng tự nhiên còn lại và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó trong ngày phán xét và bị phát kẻ. Hỡi kẻ đất yêu dấu, chớ quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, sao muốn cho một người đều an năn. Sau đây ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt và cháy kia, đất cùng mọi công trình trên đó đều bị đốt cháy cả. Vì một vật đó phải tiêu tán thì anh em đã nên thánh và tinh nhuệ trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày của trời mau đến, là các tường trời sẽ bị đốt và tiêu tán, các thể chất và sự tiêu tán phải cháy đi. Vả theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình an ở. Vậy nên hỡi kẻ đất yêu dấu, vì anh em trong đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình
hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, con dấu thế chẳng chỗ trách được. Amen. Chúa nói là trước đó người ta đã ăn uống cưới gả như bình thường, họ tất cả nhiều và dở cờ, nhưng đến khi thế gian nước ập tới thì họ đã bị chôn vùi hết, chết hết, giống như trong thời kỳ nước lụt của Noe vậy. Nhưng trời đất bây giờ, thế gian bây giờ không phải để dành cho nước lụt nữa. Nước lụt chỉ là tỉnh thức, nước lụt chỉ là cảnh cáo, nước lụt chỉ là nhắc nhở. Nhưng mà thế gian trong những ngày sau cuối này không phải bị chìm đắm bởi nước lụt nữa, nhưng thế gian sẽ bị chìm đắm ở trong bào lửa đó anh chị em. Kinh Thánh nói lắm chị em. Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta, chúng ta hãy kiên nhẫn và chờ đợi cái ngày Chúa Giêsu trở lại, chúng ta sẽ được ở nơi trời mới và đất mới. Amen. Tại nơi đó sẽ không còn tiếng khóc, tại nơi đó sẽ không còn những cảnh bi thương, tại nơi đó sẽ không còn cảnh chia ly, đau khổ, sự tàn bạo. Nhưng mà tại nơi đó chúng ta sẽ chứng nghiệm trời mới đất mới, là nơi của người công bình ăn và ở, sinh sống tại đó để thờ phượng Chúa ngày và đêm anh chị em. Thế gian này rồi sẽ qua đi, tất cả mọi sự sẽ qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới còn đến đời đời anh chị em. Cho nên điều buổi sáng hôm nay tôi nhờ ơn Chúa rao giảng cho Hội Thánh biết rằng thế gian tình cảnh nó là như vậy, tội lỗi bị gian ác. Chương trình của Chúa, Chúa cần phải diệt kẻ ác, và trong các kẻ ác vậy, Chúa chọn được người công bình để Chúa nuôi mầm sống của sự tốt đẹp. Và Chúa kêu gọi chúng ta là cơ đốc nhân hãy kính sợ Chúa trung tín, để rồi ngày Chúa trở lại chúng ta không bị bỏ, mà chúng ta là người được trọn vẹn ở với Chúa. Amen. Và Chúa bảo chúng ta rằng trong những ngày sơ cuối này Chúa không phải hủy diệt thế giới này bằng nước nữa, mà Chúa sẽ hủy diệt thế giới này bằng lửa. Chúng ta biết là có những cái trận luân quần, có những cái trận kinh khiếp nó tràn vô. Tôi nói là Sài Gòn cũng đừng có kiêu ngạo. Amen không chị em? Không chỗ nào kiêu ngạo. Đừng có nghĩ là tôi làm giám đốc là tôi ngon, chưa chắc đâu. Đừng có nghĩ là tôi ở nhà lò tôi tốt hơn, cũng chưa chắc đâu. Đến đó rồi mọi sự sẽ bị tan tàn trước sự hiện diện của Chúa. Cho nên cái vấn đề là cuối cùng chúng ta đang trông mong chờ đợi cái sự trở lại của Chúa để chúng ta có sự sống đời đời trên thiên đàng. Xin kính mời Hội Thánh đứng lên và cầu nguyện cho lòng của mình ngay trong giờ này. Hãy ý thức rằng mình là những Noe, mình là những người công bình, là những người cho quen, là những người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta là những con người được Chúa kêu gọi để làm theo ý muốn của Chúa. Ngay trong giờ này chúng ta hãy hướng về Ngài và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Hallelujah. Ôi trong giờ này, hallelujah, trong danh Giêsu Chúa ơi. Hallelujah, cảm ơn Chúa Giêsu ơi, cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.